Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình Ngày hôm nay là ngày thứ hai diễn ra cái sự kiện thần thú hạn giờ của Zelda Và ở server 13 của mình đây đã có một người đó là 4.000 điểm Và hạng 1 này, người chơi này đủ điều kiện để lấy được hạng 3 Đó chính là một Zelda 4 sao với cả 80 mảnh Tính ra là 27.000 kim cương Lấy được hai con S cộng như vậy cũng rất là rẻ rồi Và những người chơi khác thì ở dạng như vẫn đang rất là rẻ giặt Vẫn chưa biết là có nên lên lấy hay không Thì các bạn nên lưu ý, đối với những bạn nào mà bắt đầu mà chơi cái sự kiện thần thú hạn giờ này Thì không phải là cứ kiểu anh nhìn thấy đâu ngày một ngày 2 có một nghìn điểm này các bạn nghĩ là họ không lấy đâu bởi vì cái sự kiện thần thú hạn giờ này nó sẽ thực sự là đua bắt đầu khi khoảng tầm hai ba phút cuối khi kết thúc sự kiện cơ cho nên lúc này các bạn cảm thấy đó là 1620 không ai lấy thì mình leo lên chẳng hạn Xong rồi đến lúc vào khoảng 2-3 phút cuối họ leo lên họ lấy Thì bạn có thể bị rớt hạn, bị tách bít thì, thì lúc đó kiểu dạy như rất là uh, tiếc luôn. Thế nên là với sự kiện thần thú hạn giờ này thì uh, chủ yếu là sẽ canh vào khoảng tầm 5 phút cuối là ok nhất. Nếu mà bạn bỏ lỡ thì coi như là dễ bị tạch lắm. Còn nếu mà khi các bạn đã nhiều kim cương rồi chẳng hạn, uh, các bạn đập một phát lên 15.000 thì nhiều người cũng sẽ ngán và cũng sẽ bỏ qua thôi nếu mà họ không muốn đua uh, tranh hạng một. Còn uh, đợt trước đó là đấu giá S+ cộng Sơn Yêu, nó rất là hot rồi. Đợt đó thì hầu như là cái chiến trường đua này nó sẽ tốt hơn. Còn đợt này thì giao ra vẫn hot nhưng mà có kém hơn. Đợt này thì Pokemon bậc S đi kèm với Beat của Zelda đó chính là Thunder Roots. Thì trước khi diễn ra cái sự kiện thần thú hạn giờ này thì mình có làm một cái clip đó là giới thiệu về Pokemon bậc S này rồi. Đây là một Pokemon bậc S mà mình cảm thấy rất là ấn tượng. Tuy nhiên là có nhiều người đã lấy về xong, nâng lên 8 sao xong mà nuôi vẫn không chưa đủ đến mức độ nào đó Xong về các bạn bảo con này yếu thì thực sự là S thì nó chỉ có mức độ như thế thôi nhưng mà cái ấn tượng của mình đó chính là cái sát thương mà nó gây ra thì cực kỳ là khủng khiếp. Nếu các bạn nuôi mạnh nhưng mà nó vẫn phải dạng như là một con sinh tồn kém thì nó vẫn phải cần đó là Sonia Celebi Giachi đi cùng nữa để dạng để giúp nó thể hiện được tốt hơn. Còn về cái lượng sát thương của nó gây ra đó chính là cái giật điện dựa theo sát thương thực. Nói chung là hiếm con Pokémon S nào mà có thể gây ra được được cái lượng sát thương cao đánh lên con Ramon Galdon S cả giống như nó. Thế nên là nhận xét nếu mà bậc S thì nó cũng vẫn là một con S rất là tốt. Nếu các bạn nuôi mạnh đi ải cũng sẽ rất là ổn luôn. Và tối qua lúc mình vào group thì mình thấy có một người chơi đăng lên đó là nuôi con uh, Thanorus này lên 8 sao và đấu với cả một người, người chơi có hai Pokemon bậc SS đây. Nhưng mà một người chơi bên kia thì level 84 và theo kiểu mà đã nghỉ trong một khoảng thời gian rất là lâu rồi, theo kiểu mà không chơi game nữa. Còn bên này thì đến tận đó là level 95 cơ. Tuy nhiên là chúng ta sẽ cùng uh, ngó thử xem bởi vì là một Pokemon bậc S có thể gây được sắc sát thương lên đánh lên một con bậc S ví dụ như Brian mình chẳng hạn thì hiện tại bây giờ bậc S như vậy thì rất là hiếm luôn thế nên là đó là một cái điều ấn tượng của Pokémon s thunderous mặc dù là như các bạn thấy ở trong team này đó phải đi kèm với cả những pokemon cực kỳ là tốt hỗ trợ cho nó thì nó mới có thể thể hiện được còn nếu không nếu các bạn nuôi yếu thì xác định luôn đó là các bạn cũng sẽ không làm được như ở trong clip này đâu thì mình sẽ tua tắt đến đoạn này luôn này theo kiểu nó ulti này thì giật điện này mà điện giật thì chết mất một con rồi này Trong điện giật sẽ chết thêm hơn con Megagardevor và Megarequaza Thì như các bạn thấy đây giật nốt Lúc đấy đang khoảng tầm khoảng 75% máu thì đòn vừa rồi giật điện phát chết, chết tiếp đó là con uh, uh, Giatina tiếp này Và Raymond Gaudon đã bị mất máu rất là nhanh Thì như các bạn thấy đó là nếu mà so với cả những Pokemon S SK thì uh, Con uh, Thanorus này cái lượng sát thương nó gây ra như vậy là quá là tuyệt vời rồi ấy. Mặc dù là S theo kiểu mà chơi theo, theo kiểu đam mê là chính thôi. Và đây nó lại tiếp tục ulti này. Giật điện này, giật giật này. Và đây, như thấy các bạn thấy đó là một cái cây máu đầy của cái, cái trái tim nóng chảy ấy. Thì đó chỉ là một cái ví dụ thôi, bởi vì là người chơi đó cũng sẽ đại như là mới con Thanos mới có 8 sao này, nhưng mà cũng đã dồn cho nó đó là những Pokemon nó hỗ trợ cực kỳ tốt để đi kèm, mới giúp nó có thể thể hiện được. Còn việc bây giờ vậy như là so sánh một con bậc S, với S cộng với S thì coi như là cũng không thể nào bằng được rồi. S cộng S nó luôn luôn có cái giá trị và đi uh, xa hơn rất là nhiều. Và theo kiểu mà bạn nào đam mê thì lấy để sử dụng bởi vì mình thấy bậc S nếu mà về việc đó Thunderroot với được sát thương gây ra mạnh như vậy thì nó cũng sẽ là một con rất là đáng chơi. Mặc dù là kiếm mảnh của nó cũng sẽ bị khó rất là nhiều so với những bậc S khác, nhưng mà đó cũng sẽ là một cái khác biệt để mình có thể đánh giá đó là uh, đó là một Pokemon bậc S mà mình ấn tượng bởi vì gây ra lượng sát thương cao như vậy đánh lên Raymond Gaudon thì cũng sẽ rất là hiếm Pokemon S nào có thể gây ra được. Và bây giờ có một vấn đề đó là lấy mạng Zera về thì không biết đi cùng với team nào về sau được không thì đó sẽ là chủ đề kế, kế tiếp của trong clip này. À, về sau thì sẽ xuất hiện thêm đó là Masadao một S cộng đam rất là tốt và Zera với cả Masadao sẽ trở thành một cặp đôi đi cùng với nhau cũng sẽ rất là ổn khi các bạn nâng lên được Zera lên 8 sao. Còn ở bản tiếng Anh, bản Trung và bản Đài thì bộ skill sẽ sắp chuẩn bị chỉnh sửa rồi. Gieo ra nó bị giảm sức mạnh đến tận 50% và nó cũng sẽ không đi cùng với cả ma nữa bởi vì bóng của nó chỉ tạo ra cho mỗi hệ điện thôi. Còn ở bản Việt này các bạn thì cứ yên tâm bởi vì là bộ skill nó sẽ không chỉnh sửa đâu. Thế nên là gieo ra với cả Masao vẫn là một cặp đôi tốt để các bạn có thể chơi ở trong thời điểm tương lai. Bây giờ chúng ta cùng chuyển qua bản tiếng Anh để ngó qua đó là cái đội hình của một số người chơi ở đấu trường lên server để xem là họ có sử dụng Zelda ở trong đội hình của họ không ngay cả ở team 1 và team 2. Thì đây là người chơi mạnh mạnh thứ hai ở bản tiếng Anh hiện tại bây giờ ở toàn bộ các server này, được chiến gần 11 triệu rồi này. Người chơi này có sử dụng Zelda này nhưng mà không đi cùng với cả con Masadao này. Không này. Hầu như là Zelda nếu mà được đánh giá mạnh thì các top bản tiếng Anh cũng đã sử dụng rồi. Tại vì bây giờ hầu như là có những Pokemon khác mạnh hơn nên họ dễ nhiên đi cùng với cả những con hỗ trợ là chính đây có một người chơi đang sử dụng đó là Zelra đi cùng với cả Masadao thành một bộ đôi này còn đâu thì họ đang có Hupa về một sao thì họ sẽ kèm với Masadao với cả những Pokemon khác chung là cũng rất là ít người đang sử dụng Zelra đối với những top mà chủ yếu bây giờ đội hình theo kiểu mà tim nước hoặc là tim thép hoặc là đội hình những Pokemon bậc SS với cả kết hợp với cả những Pokemon hỗ trợ là chính thì theo như đánh giá của riêng mình thì gieo ra đây một S cộng đam tốt sẵn ở 4 sao rồi này và có cái lượng sát thương gây ra cũng rất là ổn, khả năng sinh tồn cũng rất là tốt. Vậy nên là nếu bạn ở đang ở server mới thì gieo ra là một cái lựa chọn rất là đáng để các bạn có thể cho vào trong team với vai trò đó là một con thuộc dạng tấn công. Còn nếu mà lên được 8 sao với 4 sao thì có sự khác biệt nhiều hay không? 8 sao thì đương nhiên là chỉ số của nó cũng sẽ được tăng lên nhiều hơn rồi. Ví dụ như ở phần sao này này, À, 7 sao nó tăng thêm được đó là 5% sát thương đòn tuyệt kỹ này, 8 sao thì tăng thêm đó là 15% máu. Vậy nên là hơn nhau về chỉ số là một cái thứ hai đó là về hiệu ứng, 8 sao của nó thì nó sẽ có khả năng đó là bổ trợ thêm đó là một cái bóng nữa dành cho một đồng đội hệ điện hoặc là hệ giác đấu bên bạn. Nếu bạn hướng tới tương lai về sau các bạn chơi Masadao chẳng hạn thì Masadao thuộc hệ dạng đấu thì nó sẽ có thể đi kèm được cùng với ở ra để giao ra bút bóng cho giúp cho Masada có khả năng sinh tồn tốt hơn. Như các bạn thấy ở trong một số clip vừa rồi mình làm ở bản tiếng Anh ấy thì Masadao có lợi sát thương cây ra thì rõ là gây gớm tuy nhiên là cái khả năng sinh tồn của nó vẫn không chưa phải đến nỗi là cao nếu mà có thêm được cái bóng của Zelda hỗ trợ để chống được nhiều cái sát thương hơn nữa thì Masadao nó sẽ bổ trợ và nó sẽ an toàn hơn còn với Zelda Ra này nếu mà các bạn đi cùng với team điện thì ok nó vẫn sẽ tốt hơn ví dụ như là Zapdos này nó sẽ búp cho cái khả năng sát thương của Zap tăng thêm 30% này xong rồi khả năng hồi nộ của Ra lúc ban đầu cũng sẽ cao hơn và đẩy nhiều hơn còn Zeus thì búp cho ra tấn công thì cái khả năng hồi nộ cũng sẽ nhiều hơn này. Đây đó là một số cái uh, tầm quan trọng của hệ điện đi cùng với cả ra. Tuy nhiên là không nhất thiết các bạn phải đi cùng với team điện bởi vì là bộ skill của ra này nó theo kiểu cũng khá độc lập và nó bổ trợ cho team điện với dạng đấu là chính chứ không phải uh, điện với dạng uh, đấu bổ trợ dành cho nó. Vậy nên là ra các bạn có thể chơi với cả team khác đều được cả và nó cũng sẽ là một con tấn công riêng lẻ phù hợp nếu bạn chưa có một con tấn công sát thương cao như là Mega Rayquaza chẳng hạn thì Zelda cũng là một ứng cử viên rất là tốt về lượng sát thương hiện tại. Thì đó là câu trả lời giúp cho những bạn mà đang lan tăn đó là ra có nên bắt buộc phải chơi cùng với team điện hay không hay là chơi cùng với Zero hay không. Thì đây là một con tấn công rất là độc lập và nếu để cặp nuôi ra thì mình thấy cũng sẽ rất là dễ dàng bởi vì trang sức của nó hay là phần quà của nó ấy, thì đó là đó quà của hệ điện này hệ điện bây giờ cũng rất là ít con luôn nếu mà xét bây giờ là cái phần trao đổi quà thì chúng ta bây giờ chỉ có hai con như thế này Masadao với Zerora lúc này các bạn dồn đồ cho Zerora về sau các bạn dồn cho Masadao là chính còn Zerora đủ cái phần là quà 500 này xong rồi là đủ cái phần trang bị lên được 2 với 3 thức tỉnh là coi như là ok rồi vậy nên là nếu mà dồn đồ để nuôi Zerora với cả masada về sau thì cũng sẽ đơn giản hơn rất là nhiều Vậy bạn nào mà đang có dự định hướng đó chính là con masada về sau thì Zerora các bạn uh, nâng lên 8 sao để bổ trợ dành cho Masadao cũng là một cái bóng giống như vậy và cái bóng này thì Như các bạn thấy đó là Masadao đang đi ở xuống cuối cùng này Nhưng mà Cứ khi mà ra đòn skill 1 Thì là Masadao đã tăng thêm 10% tốc độ với cả 10% tỷ lệ hút máu Và bây giờ đây Sau khi ra được hai lần skill 1 được tăng thêm tốc độ rồi Thì bây giờ nó sẽ được chuẩn bị được đi trước rồi này. Thì ở thời điểm bây giờ thì có Zell Rome mà đi cùng với cả con um, Zelda được này Hoặc là bạn nào mà chơi với Meloetta dạng siêu vũ cũng có cái uh, uh, hệ giác đấu này Còn về sau thì khi bạn đã hướng tới đó là team ma của Luala Masada chẳng hạn Và trước mắt bây giờ đó chính là con Masadao trước Thì uh, việc lên đó là Zelda 8 sao cũng sẽ bổ trợ một cái bóng dành cho con Masadao như vậy Lúc đó thì các bạn sẽ gạt Zerglom ra bởi vì là cái bóng này nó cũng chỉ tạo ra được cho một đồng đội thôi vậy nên masadao sẽ là một cái vị trí thay thế cho zrome để đi cùng với cả zera ở thời điểm sắp tới và cái bóng này nếu giả sử bạn nhận một cái sát thương rất là mạnh đến từ con mega ray qua da chẳng hạn này trong masadao tử trận này bởi vì masadao này đây là một con thuộc dạng tấn công sát thương gây ra cực kỳ là cao tuy nhiên là cái khả năng sinh tồn cũng kém tất nhiên đương nhiên rồi bởi vì là vừa tấn công cao lại vừa sinh tồn tốt thì lại quá là bá rồi có những con thì sát thương cao nhưng mà sinh tồn kém nhưng mà có những con thì rất là đồng đều đó chính là con zera chẳng hạn vậy nên là được cái này thì mất cái kia nhưng mà với sự bổ trợ cái bóng của gel ra thì các bạn hoàn toàn có thể giúp cho masada của bạn vừa có khả năng sinh tồn tốt vừa lại có thêm được cái sức tấn công mạnh mẽ đến từ vị trí của nó nữa vậy nên là lúc bắt ở thời điểm này thì gel ra sẽ là đam chính nhưng về sau thì gel ra trở dạng như là một vai trò bổ trợ dành cho masada đam chính của bạn thôi và như các bạn biết đó là mạnh mega đây qua ra khe một phát này cái bóng này chạy ra đỡ thì coi như là masada cũng chẳng bị mất gì cả mất luôn cái bóng thôi mà cái bóng này kiểu dạy như là khi mà bạn lên được 8 sao của Zelda ấy Cái bóng này mà mất càng nhiều máu chẳng hạn ấy Thì nó sẽ hồi nộ dành cho cái đồng đội đó nhiều hơn Vậy nên là Massadown dưới cái sự hỗ trợ bóng của Zelda Thì cũng sẽ uh, có khả năng đẩy nộ nhanh hơn Và cứ ulti như vậy Thì bắt đầu là Massadown nó sẽ có gọi như là an toàn Bởi vì là cái đòn tuyệt kỹ của nó ấy Thì nó sẽ báo lên địch Và tương nhiên là cái bóng của Giao này nó cũng sẽ giúp cho Masadao nó lại đánh thêm một lần nữa giống như vừa rồi Vậy nên là sẽ rất là tuyệt vời Nếu các bạn mà kẹp được Giao ra cùng với cả Masadao Mà Masa sát thương của bộ đôi này càng lúc càng tăng lên rất là nhiều và tuyệt kỹ của Masadao ấy thì nó sẽ kiểu dạng như là nó chưa ulti luôn đâu mà nó sẽ bám lên một địch như thế này và nếu địch đó chết hoặc là giả sử mà hết cuối lượt thì Masadao nó sẽ ra đòn tuyệt kỹ luôn tấn công của nó thì kiểu dạng như là đánh lên một địch nhưng mà chết địch này rồi thì nó sẽ chuyển hướng sang địch khác và đây là một bộ đôi kiểu dạng như là có cái lượng sát thương gây ra rất là cao một, một thằng thì đấm lên 5 cú Một đứa thì đấm lên 6 cú Lên được 11 sao thì đứa đấm lên được 6 Một đứa kia đấm lên được 7 Vậy nên là một bộ đôi với lượng sát thương cao Các bạn bổ trợ uh, uh, dành cho team của bạn Mà trong khi không có S vẫn là rất là ok Và bây giờ đó là một cái trận đấu vui thôi Của một uh, Masadao 1 triệu tư Với cả Zera 1 triệu 3 lực chiến Masadao nó sử dụng ở cái bảo vật vàng của chính nó này Và mình sẽ đấu với cả một người chơi đây 4 triệu rưỡi lực chiến thôi Người chơi này thì... Uh, có con mạnh nhất đó chính là con Raymond Kyo lên được 1 triệu được chiến này. Và những đội những con khác thì kiểu dạng như tầm có 700 000 được chiến thôi, nhưng mà mình sẽ sử dụng đội hình giống như thế này. Ở đây thì mình làm một cái trận đấu vui bởi vì là để xem xem là Zelda hay Masadao nó sẽ là highlight ở trong cái đội hình kiểu dạng như thế này và đấu với một đội hình có một con bậc S đó là Raymond Kyo, kiểu dạng như các bạn sẽ thấy đó là lên được một con bậc S Raymond Kyo nó sẽ có cái giá trị như thế nào. Và đương nhiên là team bên bên này thì đều dạng như là có sơn 8 sao thì nó có sợi dây liên kết làm giảm cái sát thương đi rất là nhiều rồi đó là một cái rất là lợi thế luôn thế nên các bạn thấy đánh vào của con ngay cả con Zapdos đốt tuổi như level thấp với cả lực chiến yếu nhưng mà nó vẫn chưa chết được bởi vì là giảm sát thương thì rất là nhiều đến từ con sơn cộng thêm cả hồi máu nữa này còn celebi 8 sao thì nó cứ búp được cái là kháng tử dần dần người chơi bên kia thì sử dụng đến bốn con pokemon hệ nước này đây, đam của gieo đây, 13 triệu Và khi 11 sao thì nó sẽ hợp với cả cái bóng của nó trở thành người điện như thế kia Và nó sẽ được ulti miễn phí Đến lượt hành động của nó này Masadao, nó ulti Nhưng mà cái chính là Masadao ulti xong ấy Thì nó sẽ bám vào lên một địch Để đến cuối lượt bắt đầu mới ulti cơ 16 triệu này, sát thương gây ra rất là cao Cho nên Zelda là một Pokemon đam rất là tốt nếu khi các bạn nuôi mạnh nhưng mà một phần ở đây các bạn để ý đó chính là đội hình bên kia, dạy như là yếu hơn lực chiến rất là nhiều và nếu giả sử mà bên mạng mà không có cái bóng của Gera thì có khi uh, uh, Masadao hay là Gera nó cũng sẽ tử trận được luôn với một đòn tuyệt, tuyệt kỹ vừa rồi của con Raymond Kyo. Một phần là trận trận clip này theo kiểu mình nói là clip vui thì uh, xem về hai con Masadao với cả Gera hành động bởi vì là cái server này có rất là ít người mạnh để có mình có thể cho bộ đôi này đi cùng với cả những pokemon khác để đánh và kèm theo nữa đó chính là cũng thấy cái lợi thế của các bạn khi lên được một con S Diamond Kyo nó sẽ có cái sức chống chịu rất là tốt luôn khả năng hồi phục cũng rất là ổn thì mặc dù là so với cả hai con S cộng nam đang rất là hot uh, chắc là mỗi sao đào hot hơn thôi thì uh, cái bên kia vẫn chống chịu được rất là tốt luôn và bên kia đó sử dụng Askenza lên 8 sao nhưng đi cùng Raymond Kyo thì nó cũng sẽ được cái bổ trợ đánh lan rất là tốt còn Masadao nó đã hành động rất là nhiều đến từ vị trí cái bóng của nó nữa cùng gieo ra một đoạn ulti 10 triệu này Raymond Kyo SS thì luôn có sự khác biệt và đã mất đi cái bóng trước rồi nhưng mà cứ mỗi lượt thì tạo ra được một cái bóng mới nữa Chính vì vậy mà Masadao nó sẽ có khả năng sinh tồn tốt hơn Còn Zelda Ulti lại nhập về bóng trở thành người điện tiếp ở 11 sao Cho nên là ở thời điểm bây giờ nếu mà bạn nuôi mạnh lên Zelda Thì nó cũng sẽ là một con đam cực kỳ là tốt Vừa rồi là Ulti chết mất xứ mất hai con kia rồi Còn lại Brian Kyo là Pokemon có khả năng sống sót còn lại này 396 Một lượng sát thương của Zera Đánh lên con Brian Kyo Và chủ yếu đó là Phải nhờ giữa sát thương Của con Masadao là chính Để kêu con Kyo này dễ hơn thôi Thì đó chính là cái Bổ trợ của Zera dành cho Masadao Theo kiểu dạng là Masera cũng không phải Tấn công quá mạnh Lên những S cộng S về sau Nhưng mà nó Để bổ trợ cho Masadao Trở thành một con đam chính Ở trong team như vậy Nó cũng sẽ rất là ổn Thời điểm này khi các bạn lên được 11 sao ra xong rồi các bạn đấu một vài trận các bạn sẽ cảm thấy nó mạnh Thì đương nhiên là cũng sẽ có phản bác đó là Người nào mà kêu ra yếu đâu Thì đó cũng chỉ là theo kiểu mà tùy theo từng tình hình, tùy theo từng thời thế thôi Bởi vì là nếu mà ra thực sự mạnh như vậy Thì bản tiếng Anh, bản Trung, bản Đài thì họ cũng vẫn đang sử dụng rất là nhiều Nhưng mà đây là chúng mình sẽ cùng so sánh với cả những cái thời điểm những Pokemon S cộng về sau để các bạn thấy đó là những Pokemon nào có thể đi được một khoảng thời gian lâu dài hơn. Còn đâu là những Pokemon nào vẫn tốt nhưng mà có thể là đi cùng để bổ trợ. Ví dụ như về sau nếu bạn sử dụng Masadao thì gieo ra lên được 8 sao, nó vẫn sẽ bị bổ trợ dành cho Masadao tốt hơn để ở khoản sinh tồn. Còn nếu không thì gieo ra không chơi S thì gieo ra vẫn có thể có trong team chính. Còn đâu nếu bạn đã có được S rồi thì các bạn sẽ cảm thấy nó S vẫn có cái gì đó có sự khác biệt rất là lớn. Như vừa rồi đó là con Raymond Kyo một S thôi nhưng mà kiểu dạng như là nó làm chủ trận đấu cũng sẽ rất là tốt mặc dù là cái lực chiến của nó có thể là thấp hơn với bộ đôi này với cả thấp hơn với team của mình nhưng mà nó có thể chống chịu được với những đòn sát thương của đến từ Zelda với cả Masao như vậy vậy là quá tốt rồi Ok, hẹn gặp lại các bạn ở clip kế tiếp sau khi cái sự kiện thần tú hạn giờ này kết thúc. Mình nghĩ lúc đó cũng sẽ có rất là nhiều người lấy ra và áp lên nó rất là mạnh này còn với mình thì là một người chơi bây giờ cũng ít nạp rồi thế nên là cái mảnh vạn đang đỏ với cả kim cương nó cũng không phải là có quá nhiều để có thể có thể như pokemon nào cũng thể nâng lên được 8 sao với 11 sao do đó mình cũng phải rất là cần cân nhắc với thời điểm mà chơi với S Diamond Kyo thì chắc là mình sẽ dồn đầu tư đó là con Asken ra lên được 11 sao như thế là đi cùng với team nước cũng sẽ ổn hơn và chơi được trong một khoảng thời gian dài hơn. Còn với việc gieo ra này nếu mà mình là một người có thể như là nạp cực kỳ kinh khủng vào thì con nào chắc chắn mình cũng sẽ 11 sao và review theo kiểu mà một con cực kỳ mạnh để các bạn có thể thấy được đó là S cộng ở thời điểm này S cộng nào mới ra mắt thì kiểu gì các bạn lên được sao cao đôi mạnh thì cũng nó cũng vẫn sẽ rất là tốt.